Đại dịch Antonin khởi đầu cho sự diệt vong của đế chế La Mã. Khoảng những năm 160, đế chế La Mã đang ở đỉnh cao quyền lực, đội quân La Mã càn quét khắp nơi. Thế nhưng trên đường hành quân về Rome sau khi đánh bại kẻ thù Parthia ở biên giới phía đông, họ đã mang theo một mầm bệnh khủng khiếp, khiến cho đại dịch Antonin bùng nổ sau đó. Đại dịch đã tàn phá La Mã trong suốt hai thập niên, trở thành một sự kiện làm thay đổi mãi mãi đế chế cường thịnh này. Thậm chí các nhà sử học cho rằng Antonin chính là một trong những nguyên nhân khiến cho La Mã bị xóa sổ sau này. Khởi đầu của căn bệnh bí ẩn. Vào những năm 160, đế chế La Mã đang ở đỉnh cao quyền lực. Các đội quân La Mã dưới sự chỉ huy của hoàng đế Lucius Versus, người đồng cai trị với hoàng đế Marcus Aurelius, đã giành chiến thắng và càn quét khắp mọi mặt trận. Thế nhưng, trong một cuộc vây hãm tại thành phố Seleucia thuộc Iraq ngày nay, quân đội La Mã đã tận mắt chứng kiến một căn bệnh lạ đang lây lan cho cư dân địa phương và cả binh lính. Vì lúc đầu ảnh hưởng của căn bệnh không lớn nên binh lính vẫn tiếp tục hành quân, họ đã vô tình mang theo dịch bệnh tới Gaul và nhiều khu vực khác dọc sông Rin. Dần dần thì dịch bệnh lây lan ra toàn đế chế La Mã, khiến nhiều người bị nổi mụn nước, sốt, ho, sau đó thì tử vong. Như một cơn sóng thần, căn bệnh bí ẩn bắt đầu bùng phát và càn quét khắp La Mã, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho quân đội nước này vào năm 166. Ở thời điểm đó, mỗi ngày có hàng ngàn thường dân và binh lính mắc bệnh, hàng trăm người chết, gây ra sự tan thương và thiếu hụt lớn về quân số. Có thời điểm số người chết ở La Mã lên tới hơn 3.000 người mỗi ngày. Những phỏng đoán được đưa ra. Lúc đó người ta bắt đầu tung tin đồn về nguồn gốc của căn bệnh lạ. Một số người cho rằng hoàng đế Lucius Verus đã mở nắp một quan tài khi ông chỉ huy chiến dịch tại Seleucia, từ đó vô tình giải phóng căn bệnh lạ này. Một số lại cho rằng những người La Mã đã bị Chúa Trời trừng phạt vì vi phạm lời thề không cướp phá thành phố Seleucia. Claudius Galenus, vị thần y nổi tiếng của La Mã, đã viết một chuyên đề có tên Methodus Medendi. Trong đó, ông gọi đại dịch đang hoành hành là Antonin. Ông mô tả quy mô của nó là rất lớn, kéo dài và cực kỳ khủng khiếp. Galenus quan sát thấy các nạn nhân có các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, đau họng và xuất hiện các mảng mụn mủ trên da. Tỷ lệ tử vong của căn bệnh này là khoảng 25% và những người sống sót có khả năng miễn dịch với bệnh. Ngoài ra, một số thầy thuốc khác thời kỳ đó cũng đã mô tả căn bệnh lạ khiến cho bệnh nhân chết trong vòng 2 tuần kể từ khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên như sốt cao, nôn mửa, khang cổ, ho và đau rát cổ họng. Một số người bị nổi mẩn đỏ hoặc xuất hiện các đốm đen trên da, hơi thở có mùi và tiêu chảy. Khoảng 10% dân số La Mã đã nhiễm phải căn bệnh này. Sau này, căn cứ vào các mô tả đó, các nhà dịch tễ học hiện đại cho rằng có thể đại dịch Antonin chính là một dạng bệnh đầu mùa. Và nhà sử học Raphael de Crespigny suy đoán rằng căn bệnh lạ năm đó có thể có nguồn gốc từ Trung Quốc, bắt đầu bùng phát vào những năm 150. Sau đó thì thông qua con đường tơ lụa, các thương nhân đã mang mầm bệnh lây lan cho những vương quốc mà họ đi qua. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Hai vị hoàng đế thiệt mạng, đế chế La Mã lao đao. Những tài liệu đề tên tác giả Dio Cassius ghi nhận, dịch bệnh Antonin đã khiến cho khoảng 2.000 người thiệt mạng mỗi ngày tại Rome, với tỷ lệ lây lan khoảng từ 7-10% dân số. Còn tại những thành phố đông dân hơn, tỷ lệ này có thể lên tới 13-15% và số người thiệt mạng dĩ nhiên cũng cao hơn. Vào thời kỳ đỉnh cao nhất, đại dịch Antonin đã khiến cho gần 1/3 dân số, tương đương 5 triệu người La Mã thiệt mạng. Trước thực tế tàn khốc này, hai vị hoàng đế La Mã đành phải tuyển mộ bất cứ ai có đủ sức khỏe vào phục vụ trong quân đội, kể cả những kẻ bất trị, nô lệ tự do, thậm chí là những người từng phạm pháp. Vì lẽ đó, quân đội La Mã dần trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, dẫn đến nội lực dần suy yếu. Thế là từ gã khổng lồ can quét mọi mặt trận, dịch bệnh lạ đã khiến quân đội La Mã trở thành kẻ ốm yếu trước những đối thủ mới mạnh mẽ hơn.
Không những thế, đại dịch Antonin còn khiến nền kinh tế La Mã rơi vào trạng thái khủng hoảng và khánh kiệt nghiêm trọng. Lúc bấy giờ, người dân hoang mang đến nỗi họ không còn tâm trí trồng trọt hay làm ăn buôn bán. Thế nên, ngoài việc chết vì dịch bệnh, dân La Mã còn chết vì đói. Nhưng sự khủng hoảng chưa dừng lại tại đó. Hoàng đế La Mã Lucius Verus là một trong số hàng triệu người không may mắc bệnh dịch Antonin. Cùng chung số phận với nhiều người khác, vị hoàng đế này đã qua đời vào năm 169. Và điều không may nhất cũng đã xảy ra khi vị hoàng đế còn lại là Marcus Aurelius cũng mắc bệnh và qua đời năm 180, khiến cho La Mã khủng hoảng, chồng khủng hoảng. Chuyển biến xã hội mạnh mẽ, Cơ Đốc giáo lên ngôi. Ngoài việc gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người, sự bất ổn cho quân đội và khiến nền kinh tế La Mã đi xuống, dịch bệnh lạ còn khiến tâm lý của cộng đồng đi xuống một cách trầm trọng. Lúc bấy giờ, người dân sợ gặp nhau, sợ tiếp xúc và cảm thấy bất lực. Xã hội La Mã đã có những thay đổi mạnh mẽ sau đại dịch Antonin, đặc biệt là trên khía cạnh thực hành tôn giáo. Sinh thời hoàng đế Marcus Aurelius rất chú trọng vào việc xây dựng và khôi phục các đền thờ của các vị thần La Mã. Thế nên, ông có xu hướng bài trừ và hắt hủi những người theo đạo Cơ Đốc. Khi đại dịch Antonin bùng phát, hoàng đế đã đổ tất cả lỗi lầm cho người Cơ Đốc giáo, chỉ trích họ vì không ca ngợi các vị thần, khiến cho thần nổi giận nên đã trừng phạt con người bằng dịch bệnh. Dù vậy, những người Cơ Đốc giáo vẫn sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân kiệt quệ hoặc bị chính quyền bỏ rơi. Họ sẵn sàng bỏ tiền mai táng những người đã khuất. Sử cũng ghi lại, chính những người theo đạo Cơ Đốc đã góp phần ngăn chặn đại dịch. Cụ thể, họ đã biết cách ly người bệnh với người khỏe mạnh, đồng thời xử lý xác chết một cách cẩn thận, như chôn sâu xuống lòng đất hoặc đem thiêu chứ không ném thẳng ra ngoài đường như cách mà nhiều người La Mã vẫn làm. Bằng hành động đó, người Cơ Đốc giáo đã khiến rất nhiều người La Mã nhận ra, cho dù họ có thành kính cầu nguyện những vị thần mà họ sùng bái như thế nào đi nữa, thì mọi thứ cũng đều vô dụng. Sau đó, nhiều người La Mã đã bắt đầu tin tưởng, thậm chí cải đạo thành Cơ Đốc nhân. Nhờ vậy, người theo đạo Cơ Đốc đã từng bước vươn lên, trở thành thế lực lớn nhất ở La Mã thời bấy giờ. Đến năm 180, đại dịch Antonin bất ngờ kết thúc, nhiều người cho rằng vì khi đó còn có quá ít người sống sót nên tỷ lệ lây lan dịch bệnh hầu như bằng không. Hơn nữa, những người còn sống là những người có sức đề kháng cao hoặc đã miễn nhiễm với bệnh. Theo đánh giá của các nhà sử học, bên cạnh cúm Tây Ban Nha, cái chết đen hay HIVS đỉnh điểm giai đoạn 2005-2012, đại dịch Antonin bí ẩn đến nay vẫn là một trong những dịch bệnh kinh hoàng, có số người thiệt mạng cao nhất. Họ cũng nhận định rằng có thể xem đại dịch Antonin là bước khởi đầu cho sự diệt vong của đế chế La Mã, một trong những đế chế lớn nhất từng tồn tại trên thế giới này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!